Mặc dù chưa ghi nhận có trường hợp mắc COVID-19, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách. Thành phố Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, khẩn trương rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ các trường hợp có liên quan đến các ca mắc COVID-19. Cùng với đó, duy trì và phát huy hoạt động của các tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng tại các khu dân cư, theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp thuộc diện phải cách ly theo quy định. Đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực trường học, các điểm di tích, công sở, trung tâm y tế, trạm y tế, chợ, các điểm cách ly tập trung và khu vực xung quanh các gia đình có công dân cách ly tại nhà. Phối hợp với đơn vị phòng hóa quân khu 3 tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các tuyến đường cũng như các khu vực tập trung đông dân cư trên địa bàn. Thành phố đã rà soát, truy vết được tổng số 30 trường hợp F1, 543 trường hợp F2, 658 trường hợp F3 và tất cả đều đã được tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.